Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Và hôm nay bên em sẽ làm một cái video giới thiệu đến các bác về miền Tổ quốc về tất cả các dòng trầm ở bên Zika Audio đang cung cấp. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, thì nằm có một số cái dòng trầm chủ lực của Zika Audio. Bên em còn rất là nhiều dòng nữa, thì đây là những cái dòng chủ lực. Bên em còn JBL, nhưng bên em hôm nay không có sẵn ở đây. Và có một cái sub JBL 815 25 mã thì bên em đã để kia vì chặt quá rồi, bên em không bày ra được. Thì em giới thiệu sơ qua, đó là những cái dòng sub mà bên em đang rất là nhiều. Sub Maxim 340 đấy ạ, phía trước đấy ạ, 340. Sub điện B3, mã là 2021, 330 mặt trước đây ạ. Và đây là B3, mã là 2020, 330 đôi đất. Và một cái khá là nổi tiếng hiện nay là Zika Audio đã vừa cập nhật cái công nghệ, đó là cái sạc WinVega, mã là XLS12S 330. Đặc biệt là cái nổi trội của cái dòng sạc WinVega đó là cái gân cao su Putin đỏ rất là đẹp. Vâng, và bên cạnh đây là một cái sub bốt thế hệ mới. Đây là cái bản cải tiến của cái dòng bốt đen nano. Được cái bốt mới này thì được làm sơn sần, rất là chắc chắn, chống xước. Với hình dáng thì cũng khá là giống cái bản đen nano bóng. Nhưng đây là bản đã được cải tiến về chất lượng, về cái vẻ bề ngoài như sơn. Còn hình dáng thì khá là tương đồng. Đây ạ, đen nano bên em vẫn còn đây. Đây là cái bản mới. Thì các bác nào muốn sở hữu hai cái dòng bốt này thì các bác hãy xem mình phù hợp với cái tầm nào, với chất liệu ra làm sao, vâng, đen nano hoặc là đen sần. Và đây là cái B3817. Nói chung bên em còn nhiều lắm ạ, mà bên em chỉ bày mẫu ra được ở đây một số thôi. Đây các bác nhìn tổng thể đây ạ. Và thì đây bên em sẽ test. Vâng, bác nào muốn sở hữu một trong những cái sản phẩm trầm ở đây thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật thông tin và tư vấn cho các bác làm sao phù hợp với không gian, với cái sở thích nghe nhạc. Đấy là một cái điều quan trọng mà Zika Audio muốn gọi điện trực tiếp cho các bác để tìm hiểu không gian mở hay là không gian kín của gia đình nhà các bác. Đấy, các bác đấu với âm ly hay là đấu với vang hay là đấu với nâng tiếng. Đấy, nói chung là bên em sẽ tư vấn rất là đầy đủ và chi tiết cho các bác làm sao sở hữu được một cục trầm hợp lý nhất và hay nhất. Và sau đây em sẽ thử một cái súp B3, mã là 2020, 330 đôi đất, và một cái súp sạc WinVega, mã là XLS12S. Vâng, chờ em chút xíu để em bắt đầu kết nối. Vâng, một phiên bản nữa của B3, đó là mã B3, mã là 2021, 330 mặt trước, bảo vệ bởi một e căng lụa rất là mềm mại phía đằng trước, và bên trong là cả một cái bát rất là uy lực. Và bên em cũng đang test luôn đấy ạ. Vâng, em sẽ bỏ cái e căng lụa ra để các bác quan sát cái mặt bát phía bên trong. Vâng, thương hiệu B3 nó quá là đình đám rồi ạ. Vâng, những phiên bản trước có những dòng 717, dòng 817. Vâng, bây giờ đã được thay thế bằng những cái dòng B3 2020 và B3 2021. Thì trước mặt đây ạ, vâng, đó là B3 2021, bass 30 mặt trước.
Vâng, vì trên được làm bằng kính cường lực, kính chịu lực rất là tốt. Và nói chung là in hình tất cả những cái đồ vật xung quanh trông như bức tranh 3D đấy ạ. Và cả 2020 cũng thế ạ. Và bên em đang cũng test thử cái chất trầm của cái B3 2021 cho các bác. Đang thử tắt trầm các bác nhá. Vâng, chất trầm khác, thiếu trầm khác hoàn toàn ạ. Và đặc biệt cái dòng B3 2021 và 2020 đều được sở hữu công suất rất là lớn, 500W ạ. Và đặc biệt là sở hữu 4 sò và nguồn xuyến rất là to. Đó là những cái vấn đề mà bên em nói về cái sự nổi trội, vượt trội trong các cái dòng tiền nhiệm. Được sở hữu nguồn xuyến khủng này, sở hữu 4 sò này, 2 tụ to này. Đấy, và đặc biệt là từ kép, đấy là những cái sự vượt trội của các cái dòng tiền nhiệm đấy ạ. Vâng, em lại bật trầm lên để chúng ta trải nghiệm. Vâng, đó là tất cả những gì mà ngày hôm nay GK Audio muốn giới thiệu đến các bác. Tất cả các dòng trầm đang rất là hot hiện nay và được thị trường đánh giá rất là tốt. Các bác nào muốn sở hữu cái sub B3 mã là 2021 330 mặt trước thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh. Bên em sẽ tư vấn cho các bác chi tiết, phù hợp và giá thành thì cực kỳ hợp lý. Rồi, sau đây em xin phép được dừng video và sau cùng lại chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công.